Hello, SP Tony Mai thì xin chào mừng mọi người lại với channel review nước hoa của anh Tuấn nha. Mình ngồi ngay góc này thì review một cách rất là nhanh, gọn lẹ và chỉ một chai thôi. Thì ngày hôm nay là Tuấn có trong tay cái chai mới nhất của Thomas Cosmala. Lần trước thì mình đã review cái chai Number 4 của Cosmala rồi ha. Đây chai này. Thì remind lại với mọi người chút xíu là cái chai này thì là một cái phiên bản nó gần như là theo cái cảm nhận của mình đó là nó merge giữa 540 và Another 13, với cái chiều hướng 540 nó mạnh hơn Another 13 một chút. Và cái xạ đồng cái chai này thì cái mở màn nó cũng đẩy cái mùi xạ 540 13 lên khá là rõ ràng, rồi sau đó là nó chuyển qua cái kiểu là ngọt của 540. Thì chai này nó bám tỏa rất là trâu. Một số bạn feedback là cái chai này á, là xịt cũng phải cân nhắc rén lại cái sắp xịt, chứ mình không nên xịt quá nhiều, và đặc biệt là nó kiêng trời nóng nha. Nhưng mà năm nay thì họ ra một cái phiên bản là Number 4 Candy, là chai mới nhất ra năm 2023 của Cosmala. Thì với cái tên như vậy thôi là chúng ta có thể hình dung ra được một cái tông mùi theo kiểu kẹo ngọt. Và cái chai này á, thì của một bạn khách ở Bình Thạnh, order đó là bạn Tâm ha. Thì Tuấn có xin một cái xịt để thẩm nó, thì cảm thấy ngày hôm qua khi mình xịt đi làm á, trời mưa, xịt cái chai này khá là hay. Nó làm cho cái chai này nó tạo cho tôi cái cảm giác nó rất là ngọt ngào, cái kiểu như là đúng nghĩa là mùi kẹo rất ngọt ngào và rất nữ tính. Thì mình xịt cái chai này á hơi chảy nước miếng. Với cái chai này thì cái mùi nó khá là trung tính, thì cái chai này nó lại đẩy lên một cái tổ hợp trái cây, kiểu như trái cây mà những cái nốt trái cây mà nó mọng và nó hơi ngọt sắc á, kiểu như trái cherry hay là một số những cái nốt trái dâu Việt Quất đồ này kia đó. Thì cái chai này nó đẩy lên cái tông mùi như vậy, nó làm cho cái chai rất là ngọt ngào theo cái kiểu, nhưng mà nó không đến mức độ là quá ngọt hay là quá sọc lên mũi đồ này kia. Nó cũng chỉ ở mức độ nhẹ 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 và thanh thanh dịu dịu của cái kiểu mùi kẹo. Đây là cái chai mà với mọi người nhìn cái thiết kế nó thì nó bánh bèo ha, chữ Number 4 Candy nó nằm xung quanh màu xanh và cái nắp nó màu hồng, nắp rất là chắc tay, kiểu kim loại á. Thì thiết kế khá là bánh bèo, nhưng mà cái mùi này thì dành cho những ai mê kẹo, mê gourmand, thì nó tạo cái cảm giác rất là ứa nước miếng. Thật sự là cái chai này nó giống như một cái viên kẹo, kẹo gì ta, kẹo mà thường mà màu đỏ đỏ, kẹo dâu rồi này kia đó, mà không phải lên mùi dâu tây đâu, cái kiểu mùi dâu Việt Quất hay là trái cherry rồi này kia, một cái viên kẹo màu đỏ nó làm cho chúng ta chảy nước miếng. Không đến mức độ là quá quá ngọt, quá gọi là ngọt sắc, ngọt bén hay là ngọt khó chịu. Vì cá nhân mình thì mình không chịu được những cái nốt ngọt khé ha, như kiểu ngọt của Tonka rồi này kia, một số chai là Tuấn chạy á, nhưng mà cái chai này thì mình xịt mình thấy khá là thú vị. Đồng thời thì khi mà mình test cái hiệu năng của chai này, nó bám cũng gần như là cả đêm cho tới sáng hôm sau nó vẫn còn mùi vương trên da và trên cái áo của mình, thì mùi nó khá tốt. Cho nên đây là cái chai mà Tuấn nghĩ là một cái phiên bản gợi nhớ ngay đến cái con gấu hồng là Moschino Gum. Nhưng mà gum thì nó bị hơi bị yếu, và cái mùi của gum thì nó thiên về trái cây mọng mọng nước đồ này kia, trái cây tổng hợp nhiều hơn. Còn cái này thì nó kiểu trái cây nó hơi sắc, hơi hơi đậm, cái mùi trái cây ngọt đậm chút xíu. Thì chai này thì hiệu năng thì khủng, và dành cho các bạn nào mà thích ngọt. Các thiên về nữ, cái chai này thì gần như là Tuấn nghĩ là cũng 90% nữ, nhưng mà các bạn nào mà thích cái kiểu tông mùi ngọt của kẹo, của trái cây ngọt sắc, thì đây là một cái chai mà khá là thú vị của Cosmala. Nó không đến mức độ là khi xịt ra là nó bừng lên, nó làm cho chúng ta bị ngọt liệm đồ này kia đâu, nó cũng chỉ ở mức độ thanh thanh, nhưng mà hiệu năng của chai này rất tốt. Độ bám của nó thì mình kiểm chứng trên da mình là qua tới sáng hôm sau. Thì một cái phiên bản mới ra đời của Cosmala khá là thú vị. Thuần kẹo luôn, thuần kẹo rất ngọt ngào. Chị em xịt thì có thể bạn trai sẽ thấy rất là muốn cắn. Đối với Tuấn thì chai này Tuấn cho 8 điểm rưỡi ha. Và với cái hiệu năng như vậy thì chỉ cần chúng ta xịt khoảng 2 xịt hoặc là 3 xịt, tránh những cái ngày cực kỳ nóng, chứ còn cái kiểu mà trời mát mát lạnh lạnh se se hay là trời nó hơi ấm nhẹ này kia thì xịt cái chai này rất là nữ tính, rất là dễ chịu luôn. Không gian xịt của cái chai này tôi nghĩ là nó thiên về đi chơi, chứ còn đi làm thì cái mùi này nó hơi hơi kẹo ha, nó hơi ngọt, nó sẽ không có mang cái tính chất formal cho văn phòng.
Thì những cái gọi là những cái ấn tượng đầu tiên của Tuấn khi Tuấn xịt cái chai này, mình khá là ưng với cái tông mùi gù man, thì đây là một cái chai khá là điển hình cho kẹo. Đó. Vậy thôi, mọi người cần thêm thông tin gì vào order và riêng với Hoa thì hãy liên hệ mình, có tắt Tuấn để ngay dưới đây. Cũng như là cảm ơn Tâm ha đã tài trợ cho Tony một shot xịt của cái chai này. 8 điểm rưỡi. So với cái độ ngọt khé của 540, gọi là ngọt hơi hơi nồng nàn của 540 thì ngọt trung tính kiểu ngọt đường, còn cái này là ngọt kiểu trái cây kiểu dâu mọc rồi này kia, cherry rồi này kia, kiểu ngọt. Nó làm cho Tuấn cảm thấy dễ chịu hơn 540 một chút, và nó có thể sử dụng cái thời tiết nó ấm hơn của 540 một chút, chứ 540 mà xịt những cái ngày nóng thì nó hơi mệt, nhưng mà cái chai này thì nó tạo cho chúng ta cái cảm giác nó nhẹ nhàng, nó dễ chịu hơn. Thì tóm lại nó chỉ là cái tông mùi ngọt của kẹo, gần như là lai nia, mình không nghe độ biến chuyển trong cái chai này nhiều. Và đáng chơi hay không, các bạn nào thích ngọt thích kẹo thì đây là một cái chai không nên bỏ qua, tại vì nó là đặc thù của một cái viên kẹo màu đỏ, mang cái hương vị của dâu, của cherry, của những cái loại trái cây ngọt mọng, ngọt đậm. Nhưng mà cái chai này thì cái gọi là cái mùi nó không đến mức độ là khé mũi này kia, và mình cá nhân mình thì mình vẫn cảm thấy mình thích cái chai này. Ok, hẹn gặp lại vào clip sau xíu.